tủ phòng tắm cao cấp Enix Classic C9. Diện mạo mới, trải nghiệm mới, nâng tầm thẩm mỹ cho không gian phòng tắm của gia đình bạn. Sang trọng mà tinh tế, hiện đại nhưng không hề cầu kỳ. Từng đường nét đến chất liệu đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, tạo nên một tuyệt phẩm vô cùng sắc sảo và hoàn mỹ cho không gian phòng tắm. Không chỉ đẹp về mặt ngoại hình, bộ tủ Enix Classic C9 còn mang đến sự tiện nghi vượt trội với thiết kế thông minh. Gương đèn LED với thao tác một chạm giúp bạn dễ dàng trang điểm và chăm sóc da với ánh sáng vô cùng dịu nhẹ đến từ đèn LED và hình ảnh phản chiếu rõ nét. Chỉ với thao tác một chạm là đã có thể bật tắt đèn LED, thay đổi độ sáng của đèn cũng như là điều chỉnh màu của ánh sáng tùy theo ý thích. Lavabo được làm từ chất liệu sứ cao cấp với bề mặt láng mịn, lòng bồn sâu chống bắn nước. Bạn có thể thoải mái tận hưởng những giây phút vệ sinh cá nhân ở đây. Bên cạnh đó thì phòng tắm cũng sẽ trở nên gọn gàng hơn bởi phần đồ dùng đã được cất gọn trong ngăn tủ này. Chất liệu gỗ tần bì cao cấp kết hợp với sơn chống thấm tuyệt đối giúp cho đồ vật đựng ở bên trong không hề bị hư hại hay là ẩm mốc. Do đó thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm là dù theo thời gian sử dụng lâu dài, bộ tủ vẫn hoàn toàn có thể giữ được độ bền đẹp và sáng bóng như mới. Bộ tủ phòng tắm cao cấp Enix Classic C9, một thiết kế toàn diện cho trải nghiệm phòng tắm thư thái và trọn vẹn. Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay liên hệ với Enix để được nhận tư vấn miễn phí hoặc ghé ngay showroom gần nhất để được trải nghiệm sản phẩm bộ tủ cao cấp Enix Classic C9.